xin chào anh chị nhà đầu tư ha chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em kênh youtube chứng khoán nơi mà sẽ phải nên thì uh, như thường lệ cuối tuần em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta sau năm uh, phiên giao dịch vừa qua cũng như là đưa ra những cái chiến lược những cái hành động mới cho cái uh, gọi là cái khởi đầu cho quý 2 đúng không ạ thì uh, những cái cơ hội trên thị trường nó như thế nào thì uh, trong cái video ngày hôm nay em với chị mình sẽ cùng nhau mình trao đổi về cái vấn đề này ha thì đầu tiên thị trường của chúng ta kết thúc quý kết thúc tháng và kết thúc tuần nó có một cái yếu tố nó tăng điểm và một cái mức độ đóng cửa duy trì được một cái đà tăng đúng ạ và em đánh giá là cái đà tăng này nó sẽ chưa dừng lại ở đây và nó sẽ còn tiếp diễn cho những cái cái trong cái đặc biệt là trong cái quý 2 này ở các cổ phiếu nó đang trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn giao thoa sóng đúng ạ giao thoa sóng để mà tiến đến một cái quá trình nó tăng một cách nó mạnh mẽ hơn đón nhận những cái yếu tố sẽ gì những cái yếu tố về mặt gọi là uh, các uh, gọi là các mùa đại hội cổ đông này mà đa phần cái việc mà cái dư địa của thị trường của chúng ta nó tăng lên á là bởi vì những cái yếu tố về mặt nó, uh, gọi là tăng vốn phát hành thêm Đúng không ạ? Và gọi là cái đó là một gần như là một cái kênh đúng rồi, đúng không ạ? Cái cái mục đích chính của thị trường chứng khoán của chúng ta ra đời á là đó là một cái kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì chị mình sẽ thấy một cái yếu tố á là khi mà uh, kinh tế phát triển, đúng không ạ? Thì doanh nghiệp người ta sẽ dùng tiền để mà người ta mở rộng sản xuất kinh doanh. Đúng không ạ? cũng khi mà kinh tế của chúng ta gặp khó khăn thì chị mình sẽ thấy là doanh nghiệp sao nhỉ? Doanh nghiệp sẽ bắt đầu nó có những cái động thái gọi là tăng vốn. Đúng không ạ? Tăng vốn để chi để mà gọi là dùng tiền có tiền để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn để mà gọi là tạo ra những cái yếu tố hồi phục nền kinh tế đúng không à? ạ đó thì nên là chị mình sẽ thấy cái yếu tố tương quan giữa cái thị trường chứng khoán và lại cái nền kinh tế của chúng ta là kinh tế mà khó khăn á là thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ nhỉ, là rất là dễ nó hồi phục đúng không à? ạ rất là dễ nó có những nó bước vào một cái chu kỳ nó tăng Nói còn kinh tế mà sao gì kinh tế mà tốt lên thì gần như là doanh nghiệp gọi là các doanh nghiệp người ta đi là bộ làm mở rộng sản xuất kinh doanh theo một cái lĩnh vực của các doanh nghiệp đó hết rồi đúng không ạ ấy lên này anh chị mình sẽ thấy nhìn qua cái chu kỳ này lúc mà cái thời covid đó đấy, làm ăn kinh doanh không được thì bắt đầu sẽ nhiệt các doanh nghiệp người ta đánh lên phát hành thêm anh chị mình thấy cái những cái giai đoạn này này là các doanh nghiệp người ta phát hành thêm gọi là rất là nhiều lần đúng không có những cái doanh nghiệp phát hành hai lần ba lần bốn lần đúng không ạ phát hành thêm rất là nhiều để mà chi để mà dùng những cái lượng tiền phát hành thêm đó rút ra đúng không ạ rút ra để mà doanh nghiệp người ta xem gì gọi là trang trải qua những cái giai đoạn khó khăn để mà tiến đến những cái giai đoạn phục hồi đúng không? Cũng khi mà làm ăn kinh gọi là kinh tế nó phát triển anh chị mình thấy giống như là thời điểm năm 2022 đi đâu cũng bảo là cái kinh tế của chúng ta sao gì kinh tế nền kinh tế nó tốt đúng không? Vì mô bên ngoài nó rất là tốt nhưng mà thị trường chứng khoán nó lại giảm đúng không? Thì đấy là chính là những cái tương quan giữa cái thị trường chứng khoán và lại cái cái nền kinh tế đúng không? Còn bây giờ chị mình sẽ thấy là cũng là một cái vấn đề đúng không? Nền kinh tế bên ngoài sao gì gọi là cái độ cái sự hấp thụ của của, của, cái, của cái sự hấp thụ về cái lực cầu á, và về những cái nhu cầu uh, gọi là nhu cầu của các doanh doanh nghiệp rồi đấy là nó kém đúng ạ, sức cầu trong dân nó kém, nó là anh chị mình sẽ thấy là các doanh nghiệp gọi là gọi là cái nền kinh tế của chúng ta cũng không phải là gọi là không có yếu tố khởi sắc đúng không ạ, thì uh, bắt đầu giai đoạn này cũng có làm gì, giai đoạn này cũng là một cái chu kỳ gọi là đánh lên để mà phát hành thêm về mặt tăng vốn, ha, đấy là cái uh, gọi là cái 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 uh, nên là anh chị mình sẽ thấy á, là giai đoạn sắp tới sẽ có rất là nhiều những cái cái uh, cả doanh nghiệp đặc biệt là ngân hàng đặc biệt là chứng khoán đặc biệt là bất động sản là ba cái ngành này nó sẽ có yếu tố sẽ gì nó sẽ sẽ có những yếu tố đánh lên để mà phát hành thêm anh chị mình thấy khởi đầu là những khởi là khởi phát những cái con giống như là Techcombank đi chẳng hạn đúng ạ năm năm sáu năm vừa qua những con này gần như không chia cổ tức đúng không không phát hành thêm nhưng mà đồng cái này phát hành thêm đúng ạ đồng cái này phát hành thêm là anh chị mình biết là cái game của trong cái chu kỳ này ấy, là một cái game gọi là về mặt tăng vốn và phát hành thêm đúng không ạ khi mà các doanh nghiệp còn phát hành thêm thị trường của chúng ta nó sẽ còn tăng đúng không ạ còn khi mà các doanh nghiệp anh chị mình để đánh lên một đoạn rồi là các doanh nghiệp bắt đầu nhiều doanh nghiệp người ta phát hành thêm hết rồi đúng không ạ tăng vốn hết rồi là bắt đầu dư địa của thị trường nó sẽ bắt đầu nó thu hẹp và đánh giá với anh chị mình á là cái điểm mà gọi là cái điểm nhấn gọi là cái điểm mà nó tốt nhất là nó sẽ rơi vào trong cái quý 2 này của thị trường nó có nghĩa là trong cái quý hai này mà anh chị mình không kiếm được nhiều tiền á thì coi như là chu kỳ này chị mình sẽ rất là khó kiếm những cái giai đoạn sau sẽ rất là khó kiếm tại vì lúc đó là bắt đầu những cái yếu tố tăng vốn rồi này kia nó xong xuôi hết rồi ha này là lưu ý về cái vấn đề này ha còn những cái vấn đề về mặt dư điện ngắn hạn của thị trường thì em đánh giá với anh chị mình thị trường của chúng ta cơ bản là một cái yếu tố vũ xong hướng lên và anh chị mình thấy nhờ những cái điểm vũ này này là các cổ phiếu lần lượt nó bất thốt đi lên một cách nó rất là mạnh mẽ đúng không? Và thị trường của chúng ta cũng tương tự như thế và đi lên không có thanh khoản một phần cái thanh khoản của thị trường á gọi là nó nó gọi là nó ở nó bị ảnh hưởng gọi là nó bị sụt giảm bởi những cái bên của của doanh nghiệp của công ty chứng khoán VND đúng không? Nhưng mà em đánh giá với anh chị mình đó là cái lực cung cầu đánh nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều chỉ còn đâu đó còn ba trăm thôi không phải ảnh hưởng nhiều. hai à, về mặt xu thế thì nó vẫn đang tạo ra một cái xu thế tăng. Còn những cái trong còn những cái khoảng thời gian sắp tới em đánh giá với anh chị mình thị trường của chúng ta nó có thể nó sẽ rung lắc đúng không? nhưng mà về mặt bản chất thì nó vẫn đang duy trì một cái chu kỳ đi lên về cái mặt điều chỉnh sâu em đánh giá nó sẽ khó tại vì sao tại vì những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng nó để tạo để được một cái thế tăng để mà nó giữ chỉ số cho thị trường của chúng ta trong những cái giai đoạn này đúng không? giống như những con ctg này đúng không? dẫu sao kiệt thanh còn như này để mà tạo ra một cái biên giảm sâu em đánh giá rất khó đã, đã, yếu tố wash out này chị sau wash out hướng lên đúng không? cân bằng kiệt thanh còn rất là dễ đánh lên thì những cái con này mà đánh lên á thì về mặt bản chất chỉ số của chúng ta rất là khó giảm sâu ok chị ha ok chị ha rồi về gọi là một yếu tố nữa là cứ mỗi anh chị mình thấy cứ mỗi cái nhịp này của thị trường này là cứ mỗi đợt cái thị trường chung của chúng ta nó rung lắc thì đó là một cái thời điểm tốt nhất để một gọi là để các cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu nó xuất hiện và cũng là một cái thời điểm mua tốt nhất chính là những cái thời điểm mua sâu dỗ và hướng lên đồng pha với yếu tố thị trường đúng ạ à? và trong một cái chu kỳ tăng thì cái nhịp tăng nó sẽ nhiều hơn cái nhịp giảm đúng ạ à? và cái biên độ tăng nó sẽ nhiều hơn cái biên độ giảm đúng không? À? anh anh chị mình sẽ thấy này cái nhịp tăng này nó nhiều hơn cái nhịp giảm đúng không? nhịp tăng này nhiều hơn nhịp giảm nhiều nhịp tăng này nó sẽ nhiều hơn cái nhịp giảm đúng ạ và cái biên độ tăng anh nhìn thấy không nó sẽ nhiều hơn cái biên độ giảm có nghĩa là mỗi lần nó tăng là nó tăng 80 điểm nó giảm bao nhiêu gì nó giảm thì giảm giảm 10, 10 20 điểm không ăn thua đúng ạ có nghĩa là nó là cái việc của anh chị mình không cần phải tập trung và né những cái điểm giảm này mà làm sao trong những cái biên tăng á anh chị mình phải đánh được những con mạnh nhất đúng ạ kiếm được nhiều tiền nhất bằng những cái gọi là bằng cái việc mà mình đã đánh tập trung vào những con cổ phiếu mạnh nhất à, nên là cái việc mà điều chỉnh giảm đồ này kia em đánh giá nó là cơ hội à, nó là cơ hội và anh chị mình cũng không cần phải né những cái điểm điều chỉnh ba năm phần trăm để mà bỏ lỡ cả một cái chu kỳ phía sau nói lưu ý hạn nên là gọi là mình phải tập trung cho cái gì cái xác suất mà nó nhiều hơn đó thì trong chu kỳ tăng thì mình cứ tập trung vào cái nhiệt tăng như thế này này là chị mình kiếm được bao nhiêu tiền mình có đánh vào những con cổ phiếu nó mạnh nhất hay không đúng không chứ không phải là cái việc mà sao gì ngay nào cũng phân tích chỉnh đúng không chỉnh rồi để mà né Đấy nén nhịp điểm 2 là nén nhịp này 20 điểm mà nó tăng lên bao nhiêu chị? 40 50 điểm. Đấy nén nhịp này 10 điểm tăng lên 50 điểm. Né nhịp này 20 điểm tăng lên 30 điểm. Đúng không ạ? Không phải là những cái điểm né như thế mà làm sao gì? mình không chủ động né Đúng không ạ? Mà sao chị? mình chống chọi với nó qua những cái điểm giảm của thị trường luôn. Đúng không ạ? Để mà làm sao trong những cái biên độ tăng này mình sẽ có mặt. Đúng không ạ? Đấy là mới là mới là cái cách và cái tư duy để mà anh chị mình đánh cho một cái 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 giai đoạn thị trường của chúng ta nó có sóng. Đúng không ạ? Bằng cái cách đánh vào những con cổ phiếu mạnh nhất các anh chị. Nói và cái hiện tại bây giờ nó đang trong một cái vùng giao thoa đúng không vùng giao thoa này bắt đầu giống như là những cái cổ phiếu chứng khoán này đi chẳng hạn đấy chứng khoán này gì đây là một cái vùng giao thoa này nó tạo ra một cái kênh này đây là cái điểm điểm giao thoa này giao thoa sóng bắt đầu tạo ra một cái pha bật tốc đi lên thậm chí là dòng dòng bất động sản cũng vậy đúng không ạ đây là một cái giai đoạn bước chạy đà đi lên chính sóng nó chưa có đâu có nghĩa là dòng dòng bất động sản á, là cái dòng nó thường chạy giữa và cuối chu kỳ đúng không cuối chu kỳ nó sẽ là những cái dòng tâm điểm tâm điểm đúng không đây là chỉ là bước đệm thôi đó, sau đó nó có những cái đồng thái tách rồi hấp thụ á điểm sau mới là điểm chính xác à, có nghĩa là nhịp này anh chị mình có thể không đánh được nhưng mà điểm sau phải đánh được nên là trước mắt bây giờ anh chị mình phải cần có những cái sự chuẩn bị à, điểm này đánh được thì càng tốt đó, giống như là trong giai đoạn này anh chị mình sẽ thấy á, là các cổ phiếu á, các bạn chắc các cổ phiếu á, nó chỉ có một điểm mua duy nhất thôi là một điểm kết hợp đúng không ạ? Vì mình không mua được điểm kết hợp này giống như con DG á, anh mình không mua được điểm kết hợp này á, điểm ngày hôm sau rất là khó mua ngày hôm sau tại vì giảm bốn điểm này làm sao chị mình mua được đúng không ạ và khi mà không mua được thì qua nó qua điểm không cái, gọi là không còn những cái điểm mua nào phía sau nữa đấy nên là giai đoạn này mà không nắm bắt kịp á đúng không ạ thì sao nhỉ rất là khó về sau chị mình mua được lưu danh nó chỉ có một cái điểm mua duy nhất là một cái điểm kích hoạt của các mẹ cổ phiếu thôi ha à. và gọi là uh, cái giai đoạn này á là cái câu chuyện ra không phải á là sao nhỉ không phải là cái việc mà gọi là uh, thị trường nó chỉnh hay hay không đúng không? hay là thị trường của chúng ta nó rủi ro hay không? cái đó vấn đề này, em đánh giá nó nó không phải là cái vấn đề để mà anh chị mình quan tâm trong một cái lúc mà thị trường tăng mà thị trường tăng hay là chu kỳ tăng á làm sao mình kiếm được nhiều tiền nhất có thể đúng không ạ bằng cái cách gì bằng cái cách mình tỉa cỏ trồng hoa đúng không ạ mình muốn có một cái vườn hoa mà cứ mỗi cái bông hoa nó nở lên đúng không ạ nó ra một cái búp mà chị mình cứ ngắt đi á thì tôi tổ lại làm sao mình có được vườn hoa anh chị gọi là tôi tổ lại là cái cái vườn của chị mình là toàn có không đúng không ạ cũng như cái danh mục cũng vậy đúng không ạ tỉa cỏ gọi là phù thịnh không phù suy những con nào yếu cơ cấu bán ra đúng không? đừng có nắm những con yếu còn những cái con mạnh sao gì cứ nắm giữ Cứ nghĩa là những cái con anh chị mình hay bị một cái đó, là những cái con cổ phiếu đang trong một biên độ tăng cứ gọi là ba năm phần trăm tăng cái bán ra thì làm sao anh chị mình có được một cái mức độ lợi nhuận mà mười mấy hai chục phần trăm thậm chí là ba mươi phần trăm được anh chị đúng không ạ đấy nó là những con càng mạnh phải càng nắm giữ còn những con càng yếu phải càng cơ cấu ra đúng không cái lúc đó là cái danh mục của anh chị mình nó sẽ là một cái vườn hoa hai à, cái con mạnh chất mà sao gì có thì không cắt đúng không ạ mà cứ gọi là búp gọi là hoa nó mới nở lên một chút mà nó mới nở ra một cái nhóm mà nó là một cái búp à. mà mà chỉ mình cứ ngắt đi thì làm sao nó nở ra hoi được đúng ạ lưu ý nhé thì đó là cái cái cái, cái 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 vấn đề về cái cái hành động trong cái dân mục Rồi tiếp thêm nữa là cái, cái việc của của các nhóm ngành đúng ạ các nhóm ngành em đánh giá với chị mình thị trường chứng khoán bản chất nó cũng là một cái thị trường nó kể chuyện đúng ạ câu chuyện của ngành nào nó càng hấp dẫn thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là giá cổ phiếu nó sẽ càng cao đúng ạ à. và trong cái chu kỳ này em vẫn đánh giá với anh chị mình á là chu kỳ của cái nhóm ngành giống như là những cái nhóm ngành chứng khoán đúng ạ à. chứng khoán là câu chuyện đó bản chất những cái câu chuyện của nó y trang cái thời điểm năm 2021 nghìn à, y chang cái thời điểm năm 2021 cũng là những cái việc sao gì tăng vốn này phát hành thêm này đúng ạ à. rồi sao gì à, rồi là những cái việc mà giống như là krs này nâng hạng thị trường này đúng ạ à. rất là nhiều à, thanh khoản thị trường tăng này và anh chị mình thấy là cái tại vì cái sở dĩ cái bản chất năm 2021 nghìn là các cổ phiếu tăng vốn rất là nhiều phát hành thêm rất là nhiều nên là nó sẽ có những cái số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường rất là lớn đúng không ạ nên là để mà phong phối những cái khối lượng cổ phiếu anh chị mình sẽ thấy mọi cái chu kỳ đi lên á là cái đỉnh gọi là cái đỉnh gọi là tạo đỉnh chu kỳ á nó sẽ có những cái thanh còn nó sẽ nhiều hơn những cái cái đỉnh chu kỳ trước này Hiểu không đỉnh chu kỳ sau nó luôn luôn cái thanh còn nó tạo đỉnh á nó sẽ luôn luôn nó cao hơn những cái chu kỳ trước và chu kỳ này vẫn vậy tại vì sao cái khối lượng cổ phiếu ngày càng nó nhiều hơn đúng không nên là để mà nó tiêu hóa để mà nó phân phối ra những cái lượng lượng cổ phiếu như thế thì bắt buộc nó phải đòi hỏi một cái thanh khoản và cái dòng tiền nó cao đúng không ạ và cái chu kỳ, kỳ này, vẫn vậy để mà tạo đỉnh thì cái thanh khoản nó sẽ cao hơn cái chu kỳ trước ha, cao hơn cái chu kỳ tạo đỉnh của giai đoạn trước ha đấy nhưng mà anh chị mình sẽ thấy những cái câu chuyện câu chuyện nó giống với cái thời điểm năm 2021 câu chuyện nó cũ nhưng mà kể theo những cái cách mới và anh chị mình sẽ thấy một cái vấn đề đó, là ngay càng anh chị mình sẽ cho thấy gọi là những của cái nhà nước của chúng ta này hay là bộ tài chính của chúng ta này đúng ạ ngay càng đi gần hơn với hơn với những mục tiêu đúng không? giống như ngày trước anh chị mình sẽ tới này cái vấn đề để mà rút ngắn t không rất là khó tại vì sao ngày trước là cái hệ thống cứ nhận là đúng không ạ cứ gọi là giao dịch tới tới trưa đúng không ạ 11 giờ rưỡi 11 rưỡi lại bắt đầu nhãn lệnh không cho đặt lệnh nữa rồi thì làm sao hướng đến những cái việc mà rút ngắn những cái lượng t nó đáp ứng những cái lượng lệnh khổng lồ được anh chị còn giai đoạn này sao nhỉ giai đoạn này là sao bắt đầu bắt đầu rút ngắn cái t đúng không ạ từ t 3 xuống còn t một năm đúng không ạ có nghĩa là nó gần hơn với những cái mục tiêu và cái thứ hai là chỉ tiêu nâng hạn đó chi tiêu ngân hàng bắt đầu ngày xưa á, là không cho phép nước ngoài người ta vay nó có nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài á có tiền mặt bao nhiêu mua mua bao nhiêu còn bây giờ á, là sao nhỉ bắt đầu có cho những cái công ty chứng khoán lớn á, người ta sao nhỉ người ta gọi là cho nhà nhà đầu tư nước ngoài mua trước sau đó thanh toán tiền sau trong ngày có nghĩa là đang đi gần hơn với những cái mục tiêu uh, gọi là mục tiêu nâng hạn những cái chi tiêu nâng hạn của FTSE đúng không có nghĩa là câu chuyện của nó nó gọi là nó hấp dẫn hơn rất là nhiều so với cái thời điểm năm 2021 nên là em sẽ đánh giá với chị mình đó là dòng chứng khoán trong năm nay không gần như lúc mà nó tạo đỉnh chu kỳ á là gần như các cổ phiếu nó sẽ vượt đỉnh hết trong cái thời điểm năm 2021 ha cái còn đối với nhóm ngành ngân hàng cũng vậy ngân hàng bắt đầu nó cũng có những cái câu chuyện tăng vốn đúng không nên là gần như khi mà tạo đỉnh chu kỳ các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ vượt được đến năm 2021 ha còn riêng đối với cái nhóm ngành bất động sản là sao nhỉ bất động sản á câu chuyện của nó vẫn là những cái giai đoạn nó đánh giữa và cuối chu kỳ đúng không cái giữa và cuối chu kỳ là thường thông thường là nhóm ngành bất động sản đã đánh nhưng mà cái câu chuyện của nó đã, gọi là nó sẽ không hấp dẫn và rồi bằng cái thời điểm năm 2021 tại vì sao anh chị tại vì nó có một cái yếu tố gọi là khủng hoảng niềm tin bởi cái vấn đề về mặt trái phiếu đúng không đấy nên là cái câu chuyện của nó em đánh giá với chị mình nó vẫn là sẽ là những cái nhóm ngành tiêu biểu để chạy cho giữa và cuối chu kỳ đấy nên là, em hiện tại bây giờ em đang định hình lại để cho anh chị mình đó, là từ giữa đến cuối chu kỳ là chị mình nên tập trung đánh nhóm ngành nào để mà nó có được những cái cơn sóng nhanh đúng không ạ bạn ấy còn đối với cái nhóm mình bất động sản em vẫn đánh giá với anh chị mình nó sẽ là những cái dòng sống nhanh về giữa về cuối chu kỳ nhưng mà để mà nó vượt được cái vùng giá gọi là vùng giá của năm 2021 nghìn thì nó sẽ rất là khó tại vì câu chuyện của nó nó đang bị chứng lại nó đang bị kim hãm lại đúng ạ à, nó đang thiếu đi một cái sự hấp dẫn bởi cái việc mà khủng hoảng về cái niềm tin của các à, các nhà đầu tư mà đầu tư trái phiếu đúng không à, ạ doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản á là người ta huy động trái phiếu rất là nhiều đúng không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu không huy động được cái kênh đó nữa thì để mà cái giá cổ phiếu nó hấp dẫn giống như thời điểm năm 2021 á là rất là khó. Đó nó làm tóm gọn lại anh chị mình về ba cái nhóm ngành này này Là đầu tiên á, là chứng khoán nó câu câu chuyện hấp dẫn hơn thời điểm 2021. Đúng không? Nên là gần như các cổ phiếu chứng khoán nó sẽ có những cái đồng thái nó sẽ vượt được đỉnh gọi là nó vượt đỉnh hết so với cái đỉnh năm 2021 của thị trường. Ha, à, còn đối với nhóm ngành ngân hàng cũng vậy. Còn đối với nhóm ngành bất động sản là nó vẫn sẽ là những cơn sóng nhanh vừa từ giữa và cuối chu kỳ Đúng không ạ? Nhưng mà sao nhỉ Nhưng mà để mà vượt được cái đỉnh năm 2021 em đánh giá nó sẽ khó. Nó sẽ khó. Lưu ý về cái, cái 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 cái, vấn đề này ha. Lưu ý về cái cái vấn đề này ha, để mà chị mình tư duy để mà mình mình đánh ha. Còn đối với cái dòng bất động sản á, em đề cập với chị mình này, đây chưa phải là chính sóng. Đó, đây là nền tích lũy đi lên này. Đây mới cái nhịp đầu tiên à. Đó, đây chỉ là một cái bước chạy đà đầu tiên. Sau cái bước chạy đà đầu tiên nó sẽ đến một cái giai đoạn gọi là giao thoa sóng. Gọi là để mà nó vũ bỏ đi những cái lượng gọi là cái dòng tiền cũ thay máu những cái dòng tiền cũ ra, sau đó nó gọi là nó sẽ huy động bằng những cái dòng tiền mới, sau đó nó kích hoạt đi là nó điểm sau mới là định điểm chính sóng và điểm sau mới là cái điểm mà sao nhỉ gọi là nó ăn ngon nhất của một cái mặt cổ phiếu. À, bây giờ anh, bây giờ anh cũng ngon nhưng mà anh chắc bây giờ chưa phải là chính sóng. Có nghĩa là anh chị mình có thể ăn được nhịp này không? Rồi giống như là trong hệ thống khách hàng của em đánh từ phiên này, sau đó hiện tại bây giờ vẫn còn đang lãi đúng không ạ? Còn nhịp điểm sau này mới là điểm chính, điểm sau mới là cái điểm để cho anh chị mình chuẩn bị đánh tập trung. nó giống với giai đoạn này này anh chị, nó giống với giai đoạn này này. Đó, nó đang đi cái nền đi lên đúng không cái nền này đang đi lên đánh lên một nhịp đúng không ạ nó đánh lên một nhịp đây là một cái bước khởi đầu cái bước kích hoạt để mà nó báo hiệu là dòng này nó sẽ có sóng đúng không ạ nhưng mà, mà khi mà đánh lên một nhịp rồi bắt đầu sự đi bám dao động lỏng khối lượng lớn nó xuất hiện đúng không ạ thì nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là dũ bỏ đi những cái lượng hàng đi bám này đúng không ạ thay máu những cái dòng tiền cũ bằng những cái dòng tiền mới bắt đầu nó nhập cuộc á thì điểm sau mới là cái điểm nó bước vào chính sóng này đúng không ạ đấy là cái giai đoạn này thì mình phải chuẩn bị để mà đối với dòng bất động sản nó phải chuẩn bị để ăn nhịp này này chỉ còn hoàn chắc nhịp đánh lên như thế này nó qua rồi lưu ý ha còn đối với cái dòng chứng khoán đúng không đối với những cái dòng chứng khoán là cái dòng giai đoạn này nó đang gọi là nó đang bước vào một cái đoạn gọi là Tiêm đề để mà chạy nước rút đúng không ạ, cho cái về mặt cuối chu kỳ đúng không anh chị thắng dụ bỏ xong này hướng lên kiệt anh còn hết rồi hcm cũng tương tự này vci cũng tương tự này hết hết anh còn này gần như là những cái cái dòng tiền cũ nó bị loại bỏ hết đúng không ạ đang nó chờ được một cái điểm kích hoạt của dòng tiền mới bước thoát đi lên đó, là những con này nó sẽ chạy Đúng không? Nó những cái con này nó sẽ chạy và nó chạy vượt được cái đỉnh năm 2021 cả. Lưu nha, nói và những cái con này em vẫn đánh giá với anh chị mình được vượt hết. Đó là những cái câu chuyện phía sau á anh chị mình phải tập trung đánh. Đó, tập trung đánh ha. Nói về dòng chứng khoán liên tục nhắc với anh chị mình rồi ha. Trong chứng khoán này VCI này, HCM này, đúng không? SSI này, đúng không? Hay là những con khác giống như là CTS đâu đó anh chị. Đó CTS này. Đó CTS này. Kiệt công hết rồi, chỉ còn một cái điểm kích trọt thôi là con này chạy nước rút. Đúng không? Mơ cũng vậy này nó dụ báo xong test cung gọi là gọi là test lại thanh còn thấp như này không thành vấn đề đúng rồi, nhưng mà phiên này phiên mở biên báo hiệu của dòng gọi là cái điểm mò dòng tiền mới nó bắt đầu nó nhập cuộc rồi này anh chị ha à, giai đoạn sau bắt đầu tăng tốc ha à, SSS này đấy anh chị gọi là những con này nó còn nền đấy còn ở gần gần cái nền này đấy nếu mà chưa có chứng có là có thể canh test lại có thể canh vào hay là thậm chí vứt vậy đúng không dụ thanh còn thấp như này không vấn đề nó chưa bước vào giai đoạn chính đâu giai đoạn này mới khởi đầu đó anh chị hay à, là còn vnd là nó gặp yếu tố thiên nghe đen của doanh nghiệp này con này bỏ qua ha à, còn đối với nhóm ngành ngân hàng, anh chị mình sẽ thấy này, những những con giống như VIP nó có một cái điểm kích hoạt duy nhất này. Anh chị mình không mua được điểm này gần như những cái điểm khác rất khó mua. Đúng không ạ? Nên là cái điểm này điểm vào. Nó điểm này em có đề cập với anh chị mình điểm vào. Nó sau đó nắm giữ. hai còn những con giống như là ECB này, nó nó tạo ra được cái tiền đề rồi. Đúng không ạ? Đến là đến mà thị trường của chúng ta giảm sâu nó khó lắm. Đúng không ạ? Những con này rất là dễ nó tăng này. Hay là BIDV này anh chị. BIDV thì nó gọi là đang trong giai đoạn vụ bò đi quá đúng không ạ? Rồi vụ cung này, vũ cầu này, vụ bò đi bán này, điểm hướng lên phía sau nó sẽ bứt thoát ha. Còn CTG đang tạo ra được cái nhịp này. Kiếp cung này những cái điểm kích động cái là dòng tiền chạy ngay. Đúng không ạ? MBB em gọi Đấy thân còn bé bé như này rất là dễ chạy. Đúng không ạ? Đó là để mà thị trường giảm sau nó khó lắm. Còn đối với con STB nó đang tăng một cái, đang tăng cái tự nhiên tin tức nó ra. Và chị mình thấy tin tức tốt mà nó ra trong một cái lúc tăng á, rất là dễ nó có những yếu tố đeo bán Nó là thông thường em thích những cái tin tức mà nó xấu một chút. Đúng không ạ? Nó xấu, nó xấu thì nó, nó xấu cái gì? Nó xấu để mà chi? Để mà Uh, để mà gọi là để mà nó trụ bỏ đi những cái lượng hàng trong ngân hàng ha ok chị ha đấy thì đó uh, đấy là một cái số cái vấn đề của các nhóm ngành này còn quay trở lại đối với nhóm ngành bất động sản thì đánh giá với chị mình ta chỉ là một cái đoạn khởi đầu thôi nó giai đoạn khởi đầu thôi đó là giai đoạn ngon nhất chị mình phải đánh phía sau Và giống như là nhiều nhà tư mình hỏi em có về con sale đấy cái thời điểm mua nào nó tốt nhất có phải là những cái thời điểm em đề cập với anh chị mình đó khi nào con này nó có một cái điểm kích hoạt á thì chị mình vào đúng không con sale nó có một cái đặc tính á là nó sẽ là những con chạy sâu của cái ngành đúng ạ anh chị đánh nhịp trước này nó nhịp trước này nhịp này cũng vậy đúng ạ con xem là con chị cuối cùng đó nhưng mà con chị cuối cùng chưa chắc là nó là, là con con chị yếu nhất đúng không nó con chị cuối cùng nhưng mà cái biên độ tăng nó lại còn là con biên độ tăng nó tốt nhất đúng ạ nhưng mà mình phải biết nắm bắt được á là cái thời điểm mua đúng ạ cái thời điểm nó chỉ có ba phiên này để cho chị mình mua thôi nó trong một cái chu kỳ đi lên cổ phiếu đó, chỉ có ba phiên này là ba phiên đúng thôi cái là sao cái điểm mua tốt á là cái điểm mua anh chị mình phải mua xong và xác định và mua cái điểm mua đó là cái điểm mua nó phải đảm bảo cho cái việc mà mình cầm nắm được tới cái thời điểm cổ phiếu nó chạy đúng không còn cái việc mà rủi ro của anh chị mình đó là có nghĩa là anh chị mình mua quá sớm đi chẳng hạn thì chưa chắc anh chị mình cầm nắm tới đó nên là vì sao trong giai đoạn này á, em đề cập với anh chị mình đó, khi nào các cổ phiếu nó có thời điểm kích hoạt anh chị mình vào đừng có mua sớm tại nền như anh chị nó lâu lắm đúng không nó lâu lắm nó nó lâu và cái việc giống như cũng sale đi chẳng hạn nó cũng sale đi nha anh chị mình mua vội mua sớm đi chẳng hạn nó chưa chắc những giai nhịp này anh chị mình cầm qua được đúng không mà không cầm cái được nhịp sao bùng nổ là cái không dám mua là cái lỡ sóng đúng không ạ đấy nên là vì sao trong những cái yếu tố rủi ro về cái việc mà mua vào quá sớm á, là cái việc mà chưa chắc anh chị mình cầm nắm quá được đúng không ạ đấy là khi là những con này có có điểm kích hoạt dòng tiền đảm bảo lúc đó chị mình vào ok ha đấy hay là những con như một con HDC đồ này đó anh chị đấy đang giữ được cái biên độ trên như thế này tương đối tốt đó. Đấy, những con này lúc trước gây tiêu cực nhưng mà bắt đầu có dòng tiền vào này. nó đánh giữ biên như này khả năng bước tốt nhịp hai rất là cao đó nên là dòng bất động sản tương tự đó nên là để mà đưa ra cho anh chị mình về những cái góc nhìn về những cái tư duy để mà đánh sóng á, thì nó tập trung vào những cái dòng cổ phiếu nó có những cái động thái nó chạy giữa về cuối chu kỳ hai và chu kỳ nào là gọi là Và cái điểm mua nào là cái điểm mua nó phù hợp nhất và nó tối ưu nhất đó, đầu tiên mình phải thay đổi cái tư duy để đánh sóng đừng có sợ chính đừng có sợ đến thị trường mà mình sợ sao vậy? mình sợ là cái cổ phiếu mà nó tăng á mà nó không có mặt anh chị mình và cái điểm kết luận của cổ phiếu nó chỉ có gọi là những cái con đi đi chẳng ạ nó chỉ có cái này anh chị mình khi mà nó vào được cái cái điểm chính sóng này chẳng hạn Đúng ạ? giai đoạn này là giai đoạn giao thoa của dòng tiền cũ và dòng tiền mới. Đúng ạ? Giai đoạn giao thoa, đi đánh lên một nhịp là giai đoạn giao, giai đoạn giao thoa. Đúng ạ? Giai đoạn gọi là nó dụ đi những cái dòng tiền cũ và bắt đầu nó đón nhận những cái dòng tiền mới. Đúng không ạ? Thì nó có chỉ có một phiên này nè, đến cái phiên này nè. Đúng ạ? Là nó đâu đó còn có 1 2 3 4 5 6 7 phiên. Đúng không? Một cái chu kỳ nó tăng từ cái lần vậy 20 25 lần vậy 100 tăng 4 lần. Mà nó chỉ có 7 cái phiên để cho chị mình đánh thôi. Mà trong khi mà chị mình không mua được 7 cái phiên này những cái phiên sau rất là khó mua đúng không? đấy giống như con sale lúc này có đề cập với anh chị mình đó một khi nó vào cái điểm sóng đó, nó chỉ có ba phiên để mà anh chị mình đánh thôi đúng không? ạ? nó chỉ có ba phiên là anh chị là một cái điểm mua nó tốt nhất rồi nó chỉ có ba phiên này này đấy nên là mình phải có được những cái sự chuẩn bị đúng không ạ? tư duy chuẩn bị cứ đúng cái form đó vào một cái pha kích rõ đó anh chị mình đánh đánh xong nắm giữ đến cuối chu okay. kỳ đừng vào sớm đừng vào muộn vào đúng cái thời điểm của nó là mình giá ok nhất ha và những cái dòng cái dòng đó là cái dòng mà anh chị mình cần tập trung cho giai đoạn từ giữa và cuối chu kỳ à, còn khi hôm nào thị trường chúng ta gọi là nó nó hạ nhiệt hay là nó nó hết biên á đúng không nó hết dưới địa gọi là cái dưới địa nó bắt đầu nó thu hẹp nó khó lại á thì sao gì thì khi các doanh nghiệp bắt đầu hết tăng vốn á, Đấy, anh chị mình sẽ tới nếu mà tăng vốn xong hết rồi á, là thị trường lúc đó nó sẽ rất là khó để cho anh chị mình đi kiếm tiền à, và em đánh giá là cái độ chính của thị trường nó sẽ rơi vào khoảng quý 2 đánh là anh chị mình cứ tập trung mình đánh vào những cái nhóm ngành mà nó có sao gì nó có những cái cái độ beta cái độ rít mà từ giữa đến cuối chu kỳ á thì tập trung cho anh chị mình cứ chứng khoán bất động sản và thêm cái nhóm ngành ngân hàng đó là ba cái nhóm ngành mà đánh giá với chị mình là ưu tiên tập trung à, còn những nhóm ngành khác đánh theo dạng riêng lẻ cổ phiếu nào kính trên xuống lên thì đánh còn cổ phiếu nào chưa vào điểm kết hợp thì bỏ qua đó, mua đúng điểm mua sao vậy mua đúng cái thời điểm của nó đúng thời điểm kết hoạt rồi và thời điểm tốt nhất là khi nào gì là dụ xong này hướng lên này nó nhiều nhà tư sợ cái điểm dụ nhưng mà bạn chắc dụ xong hướng lên nó mới sao gì dụ xong hướng lên nó mới có mới là một cái thời điểm mà nó tốt nhất cũng như là nó sẽ có được những cái cổ phiếu siêu cổ phiếu nó sẽ xuất hiện trong những cái thời điểm đó Ok chị ha. Nói thì đã là một cái góc nhìn về mặt tư duy để cho anh chị mình có thể mình, mình 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 chuẩn bị cho một cái giai đoạn của cái gọi là khởi đầu cho cái quý 2 ha. Còn cái những cái việc mà nhận định trong phiên hay là những cái yếu tố cụ thể thì sẽ cập nhật trong những cái hệ thống khách hàng của mình ha. Nên là chị nếu mà mình muốn đồng hành cùng em á thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 019 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong trong uh, khách hàng ha. Mình sẽ có những cái cái uh, cái điểm mua điểm bán nó cụ thể và nó sâu sắc nhất ha anh chị nào thấy hay thì đừng quên cho em những cái nút uh, like và những nút đăng ký kênh để mà em có những cái động lực để mà ra những video tiếp theo ha rồi kính chúc cảm ơn anh chị mình đã theo dõi cái video này kính chúc anh chị mình một buổi ngồi là buổi chiều tối cuối tuần thật là vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta nó sẽ bùng nổ vào cái phiên ngày mai ha cảm ơn anh chị mình rất là nhiều hẹn gặp lại với anh chị mình vào cái video tiếp theo ạ